nên buổi tối ngày hôm nay, tạo nên bộ phim này. Và Hà cũng chưa được coi một cách hoàn thiện về bộ phim. Hà chỉ biết là ngày nào trong 9 tháng 10 ngày qua, các bạn cũng theo chân của Hà và quay lại tất cả những khoảnh khắc mà các bạn biết là bà bầu thì sẽ rất là khó chịu và cũng đã rất là khó chịu với các bạn trong ekip. Nhưng mà để rồi cuối cùng thì có những cái thước phim này dù sao cũng là một kỷ niệm. Nhưng mà ngày hôm nay T-Production và Trung bày ra một cái bữa tiệc mà tất cả mọi người phải đến đây chỉ để coi những cái giây phút của Hà. Thực sự Hà rất là ngại vì Hà rất là ngại khi mà làm phiền thời gian của mọi người. Nhưng mà thôi, mọi người đã đến rồi thì hy vọng là sẽ ngồi dáng chịu đựng 90 phút xem em có bầu đi đẻ. Và đến giờ phút này thì Hà cái clip cầu hôn mà các bạn làm đó, Hà cũng chưa dám coi, vì cái mặt thấy gớm quá, không dám coi, đến giờ này cũng không coi và không biết là một lát nữa có dám coi hay không. Nhưng mà để cái này cũng là một trong những cái kỷ niệm sẽ rất là khó quên đối với Hà, bởi vì một năm mà ai cũng muốn quên đi, công mình Hà là chỉ muốn nhớ mãi cái năm nay, là vì vừa làm được một dự án rất là tuyệt vời cùng với nhạc sĩ Hoài Sa và các anh em trong ban nhạc, rồi vừa là một cặp hú hồn, rồi là cầu hôn, tất cả những điều mà chưa bao giờ xảy ra trong cuộc sống của Hà thì năm nay lại xảy ra, diễn ra cùng một lúc. Và Hà đón nhận mọi thứ dồn dập và cũng có rất là nhiều những sự bất ngờ đến với cuộc sống của mình. Và qua đây thì Hà luôn cảm ơn và trân trọng tất cả những tình cảm của mọi người luôn dành cho Hà, cả âm thầm và cả không âm thầm, lúc nào cũng đứng bên cạnh Hà và lúc nào Hà có dự án gì thì cũng ở bên cạnh Hà, đặc biệt là các anh chị em nghệ sĩ ở trên kia, rồi các anh chị em nhà báo và đặc biệt nữa là tất cả khán giả đã luôn luôn đồng hành cùng với Hà mọi dự án. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn ở Hồ Chí Minh. Như mọi người đã biết thì phim tư liệu là một thể loại phim mà rất là khô khan và rất là đơn điệu, nên thường nó không phải là cái thể loại phim mà mọi người thích xem. Nhưng mà với một số văn nghệ sĩ hay và một số cái nền tảng nước ngoài thì là phim tư liệu lại là một trong những cái đề tài, những cái content khá là thu hút mọi người. Nên là thật ra lúc đầu cũng không định làm cái buổi lớn như vậy đâu. Nhưng mà sau khi mà chúng tôi đã deal được một cái hợp tác với cái nền tảng chiếu phim lớn nhất ở tại Việt Nam là Galaxy Lay và cái nền tảng chiếu phim lớn nhất thế giới là Netflix, thì chúng tôi rất là tự tin về chất lượng của phim. Và cái câu chuyện ngày hôm nay thì thật ra cái phim này ngay cả Hà lúc đầu Hà cũng không biết về dự án này. Thường là ekip hay giấu Hà khi làm dự án, vì khi mà Hà biết thì Hà sẽ hỏi rất nhiều, nên là giống như là đi giải trình trên phường vậy đó, nên là sẽ hạn chế chia sẻ đến khi có thành phẩm. Thậm chí là ngay cả mấy cái bìa album lớp sau gì á là đến Hà cũng là người biết sau cùng khi mà ekip đã duyệt xong. Có nghĩa là chắc là cảm ơn Hà đã cho mọi người trong ekip khá là tung tẩy với mọi sản phẩm. Thì thực chất lúc đầu là đó chỉ là phim tư liệu về lớp son thôi và dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 8, tháng 9. Nhưng mà sau đó thì có khá nhiều khoảnh khắc ý nghĩa trong cái lúc mà chúng tôi đặt những cái máy quay và ghi hình suốt khoảng thời gian của Hà. Nên là khi xem lại hôm qua ngồi ở đây test rạp cùng với Đinh Hà Yên Thư với một bạn nữa thì cả hai cùng nhìn nhau và cảm thấy thú vị với bộ phim này, vì có những cái khoảnh khắc rất là chân thật và những khoảnh khắc đó thường là Hà sẽ không muốn chia sẻ, là vì một là đang trong tình trạng quá xấu, hai trong cái tình trạng nó không có chỉnh chu. Mà sau khi xem cái phim này Trung cũng cảm giác như vậy, là xem lại Trung trên phim này á, mình cảm giác mình không muốn xem lại những cái gì mà mình đã quay. Nên là cảm ơn Hà đã đồng ý để bộ phim này ra mắt trên cả nền tảng ở Việt Nam và cả nền tảng của quốc tế. Cảm ơn tất cả các bạn trong ekip, cảm ơn tất cả các anh chị nghệ sĩ, các bạn đối tác đã cùng đồng hành và say yes với chúng tôi cho dự án này, nên hôm nay có gần 400 người. Và thật ra cái vai trò mà của ekip đó đóng góp được khá nhiều. Trên phim đó thì khi Netflix có yêu cầu là sẽ để tên đạo diễn, nhưng mà thật ra cái phim này nó có khá nhiều người tham gia, kể cả Thư, kể cả Di Ken, kể cả Thị Vân, Tiến Trần hay là Phúc Châu và kể cả Trung, nên là chúng tôi quyết định là để đạo diễn là để tập thể Tiro Sun Team.
Nên là cũng nhân dịp này thì muốn mời các bạn, những bạn khá là trẻ và những các bạn cũng khá là chịu khó mỗi khi tung đập bàn, bắt là dựng lại hết hoặc là xóa sụp quay lại mới gì đó. Nên là chắc là xin mời tất cả các bạn trong team T-Roll lên đây để cho Trung và Hà cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn. Một cái những toàn là những bạn trẻ nhưng mà một cái sản phẩm được mọi người ghi nhận và đồng ý chiếu trên. Mọi người cũng biết là Hà thì là người rất là khó tính, nhưng mà nếu mà đã hiểu rồi thì cực kỳ dễ tính. Và khi mà Hà đã tin rồi thì Hà không trích một cái gì nữa. Và cũng giống như bộ phim này, có ai nói xấu gì trong phim mà về Hà thì Hà cũng chịu luôn. Bởi vì là phim này chung quanh mọi người quay và mọi người dựng, mọi người lấy câu gì, cắt câu gì là bạn này. Chứ Hà không, hoàn toàn không hề biết và không động một giây nào ở trong bộ phim này. Thì ra qua đây cảm ơn Trung rất là nhiều và cảm ơn Thư cũng như các em trong T-Production đã dành rất là nhiều tháng qua chỉ vì bộ phim về Hà thôi. Nói gì? Sau khi mà xem bộ phim tài liệu thế này thì thực sự Hà cũng rất là bất ngờ vì mọi người ở trong công ty cũng như trong ekip của mình đã rất là kỳ công để cắt ghép từng cái giây phút một, từng cái khoảnh khắc một của Hà trong rất là nhiều tháng qua. Và khi mà coi xong thì lúc nào Hà cũng ước thì Hà sẽ đỡ mệt, lúc đó không có mệt lắm thì có thể chia sẻ được nhiều hơn với khán giả cũng như là quay được những khoảnh khắc đắt giá hơn nữa. Bởi vì trong 9 tháng qua thì Hà đã trải qua được rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau mà Hà tin chắc là khán giả của Hà nói riêng họ sẽ luôn luôn muốn được nhìn thấy những cái khoảnh khắc đấy, bởi vì những lúc đấy thì là những lúc mà Hà nhất thay vì ở trên sân khấu. Và cũng cảm ơn tất cả các anh chị em nghệ sĩ, các phóng viên báo đài đã cùng, và đặc biệt là các fan của Hà đã cùng đến trong buổi tối ngày hôm nay để bị Hà làm phiền. Vì Hà rất là ngại khi mà bắt mọi người phải tới để xem những cái khoảnh khắc đời thường của mình như thế này thay vì là một sản phẩm như là phim hay là MV. Cảm ơn thời gian của mọi người và rất là trân trọng những tình cảm của mọi người đã dành cho Hà. Hà cảm thấy rất là vui khi xem lại những khoảnh khắc này. Và Hà nghĩ đây là một cái kết đẹp, kết lại năm 2020 của Hà với dự án Love Songs, để cho mọi người có thể nhìn thấy được cái hậu trường của Love Songs khi thực hiện là như thế nào, và đặc biệt là trong thời gian mang thai. Và bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều những khoảnh khắc và những bài hát đã được ghi lại cũng như thu âm lại ở trong phim tài liệu lần này để nhắc mọi người nhớ lại những cái bài hát ở trong CD Love Songs. Và hy vọng là sang năm khi mà mọi chuyện khởi sắc hơn với tất cả mọi người thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội được gặp nhau hơn. Và ở đấy thì Hà có thể thực hiện một Love Songs ở tại một cái sân khấu hoành tráng hơn. Khi đó thì sẽ nhiều khán giả hơn và chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện để trò chuyện hơn nữa. Bởi vì Love Songs không có nghĩa là kể những câu chuyện đau buồn mà sẽ kể về câu chuyện của tình yêu. Mà trong tình yêu thì có buồn thì cũng phải có vui, và vui thì cũng thú vị không kém buồn. Nên là Hà hy vọng là sang năm Hà sẽ lại thực hiện được những Love Songs và những dự án âm nhạc của mình để có thể tiếp cận nhiều hơn nữa đến với khán giả. Và mong cho tất cả mọi người sẽ có một năm đã qua đầy kỷ niệm, và chúng ta hãy nhìn một cách tích cực và sẽ có một năm đầy hy vọng vào 2021, và chúc cho tất cả chúng ta sẽ luôn hạnh phúc của mình. Trinh ơi! Chị nói đi, chị đi đây. Bà đứng ngoài giá. Chị nói chị đứng ngoài giá. Xong nè, bà sau. Trời ơi, bye bye. 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 Bye